Ok, Leo. Nào, màu này. Con này là con gì nhỉ? Fish. Is it a cat? Is it a kitty? Kitty. Kitty màu gì? White. White. That's right. Đây là gì? Rainbow. Rainbow. Sao rainbow lại màu này nhỉ? Đây là màu gì nhỉ? Màu này cơ mà. What color is it? Black. Oh, gray. Yeah, it kind of looks like gray. Đây là cái gì? A ball. What color is Ball. that ball? Black. Black. This is black crayon. Black crayon has colored beach balls and rainbows. Yellow. Oh, yeah, yellow. Cái gì đây? Eyes. Eyes. Yellow eyes. Đây là màu gì con? What color is it? Để xem nào. Nhiều thích đọc chữ hả? Bây giờ mẹ hỏi Leo nhá. Look, Leo, look at this. Stop. Chữ gì đây? Leo, chữ gì đây? Đều. Buồn cười quá. Say, look, 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 look. Em. Em. Đây là con gì? Monkey. I see. Yes. Chữ gì đây? N. V N N. Narwhal. Narwhal. Owl. Con gì? Owl. Đúng rồi. Let's stop here for a little White. Bit. Narwhal. Uh-huh. White. Đây là chữ gì? White. Chữ gì đây? Hot. P. Rice. P. Rice. Rice. Oh yeah, that's white. The color is white. Đây là chữ gì con? P. P. Con gì? Con gì đây? P. P. Pig. Đấy, chán học rồi đấy.